Bye bye. Bye. Vô chụp chứ. Ủa vô đây hả? Đó, à. Bận mấy cái đầm này vô quán cà phê không ai chứa. Dễ. Dễ quá hả? Thiệt. Lựa mấy đôi giày nhìn nản không? Già giả mang. Đầm đã sến rồi còn mang đôi giày. Đầm sến thì nó phải như vậy chứ. Không, cứ đôi giày đen hoặc giày trắng vô là nhìn nó khác liền. Người ta con nít thì chụp chứ ra con nít thì người ta con nít mà cứ đòi chụp chứ ra người lớn. Nhìn nó phèn chứ không phải là con nít hay người lớn. Nó phèn. Quang đã mang coi vừa không hả? Hẻm mà có gì mình ra đổi lại được. Mượn chụp đi mai trả lại. Chưa rồi ai cũng trả. Mang đâu có giờ. Thả em xuống cho em đi đi. Vô kêu mấy anh. Vừa chứ chưa? Tết là... Trời, khẩu trang ai? Người khác. Ừ. Nếu mà kêu chụp cho giống nít thì con này mới đôi này mới là con nít. Thiệt. Rồi, chị kia chạy rớt chiếc dép lại để hoàng tử nhặt nào. Đây làm cái chen TikTok mà tung quá. Váy nó dài quá. Thì con... máy dài mới làm được chứ. Không, chạy dấp. Nó dấp. Nó chùm hơn trước đó vậy đó. Vô. Hai. Ừ, ghê quá. Hai đứa vô kia chạy ra cho con hai. Kìa cua, đi với theo chị hai kìa. Chị hai chạy ra. Đi con. Sao à? Nè, được rồi, cua ơi. Cua. Được rồi. Đi con. Đi. Đây. Bỏ theo ngoại nè. Đây là học của con người.
bye 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 bye. Trời ơi, tính ra tôi thu tiền nè. Đi đâu chị? Đi mua bánh xèo. Mua đồ ăn nhiều. Người ta là chụp pre-wedding, còn ảnh là có chụp pre-birthday không? Kìa đứng giống chị hai kìa. Cười mỉm thôi, đừng cười, cười nghe lần, cười mỉm mỉm thôi. Cái đầm. Rồi, nhìn nó chơi. Nhìn nó chơi, dán tay ra. Hai chị em sát sát vô đi xíu. Nhìn nó chơi. Trời ơi, má ơi, nhìn như ma vậy. Khép cái miệng lại, nhìn lên trời, nhắm mắt lại. Thôi gớm quá. Mẹ bay làm kiểu thấy ớn quá. Ra đây, ra đây. Ai mẹ lụm chim chưa nè. Wow, nó cắn, nó wow. Thôi, về ghế ngồi đi. Chưa buồn ngủ hả coi? Hát mèo xong cái sung dưới coi. Con nè, nước của con hai con nè. Cái này đâu phải nhậu. Cái đó của bà ngoại đó. Nó dưa hấu. Lộn xộn. Ừ. Con ơi, con đi ngoài sợ ba cái xin rồng kìa. Nó ngồi chỗ được rồi, không đi nữa. Cho lên nó ngồi nha. Con đi té. Nhớ dép à. Ngon không? Ngồi cho nó uống cho chè. Cho nó ngồi ngay đây được nè. Làm mấy pô nữa là xong. Ngồi kế bên gấu nè. Ngồi cái chỗ bong bong ở dưới chân gấu à. Rồi. Coi ơi. Bò
1, 2, 3. Cho cái gì cầm chơi nữa nó mới chịu ngồi yên. Dạ đúng rồi. Ê cái gì bỏ vô miệng à bé? Cục đá rồi bé. Tay nó đang cầm kìa. Đây đây đây. Cắm cắm không hút vô. Rồi. Cua ơi, coi ơi. Coi ơi. Dơ quá nè. Coi coi. Thôi về chỗ nghỉ đi. Anh mới đi trà đá luôn nha. Nước ngọt quá. Wow. Hay vậy. Wow, ngọt quá. Được quá hả? Ừ. Coi con đó nè. Wow. Đó rồi. Wow. Cái đó này. Đem cháo theo cho. Không có gì luôn lúc. Rồi, hai chị đi chụp hình nè. Xong em rồi, giờ hai chị chụp nè. Rồi hai chị qua đây nè, mỗi chị ngồi bên ghế nè. Đây. Ngồi yên nha. Coi. Nè 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 nè. Ừ, đi vô. Ngồi 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 dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy xếp váy lại rồi mới ngồi. Rồi, đúng rồi. Rồi con kéo váy lên con ngồi xuống. Đúng rồi, rồi ngồi xuống. Đúng rồi, rồi thả váy qua hai bên. Đó, đúng rồi. Thank you.
Thôi con đi với mẹ luôn đi, con dịt em. Còn hai rồi em cua ngồi không ai dịt em té thì sao? Mẹ chạy trước á, cậu hai chạy sau mẹ mà. Ủa là làm gì ta biết? Bây giờ nó bê rủ đi mà bê hỏi bê đòi chỉ đường. Cứ chạy đi. Trong hẻm. Chưa tới cái hẻm nào mà.